Kiến thức thú vị, trân trọng giới thiệu đơn vị đồng hành Hoàng Hà Mobile. Mua sắm các thiết bị công nghệ chính hãng, giá tốt nhất, hỗ trợ trả góp 0%. Tới ngay hơn 120 chi nhánh Hoàng Hà Mobile trên toàn quốc. Xin chào, gần đây dư luận đang xôn xao về việc cơ quan chức năng đề nghị đóng bảo hiểm xã hội dựa trên mức 70% lương. Vậy thì trong video này, chúng ta hãy cùng thử phân tích để cố gắng tìm ra tất cả mặt lợi hại của phương án này các bạn nhé. Khi đi làm, bạn sẽ được hỏi mày có được đóng bảo hiểm hay không? Vậy câu hỏi đấy có nghĩa là gì? Thì có thể hiểu đơn giản là sau này về già bạn có lương hưu hay không? Bởi vì khi bạn đi làm, một phần tiền sẽ được trích ra để đóng bảo hiểm. Sau về già, người ta sẽ lấy số tiền đó trả lương cho bạn, chứ không phải nhà nước nuôi bạn đâu. Bảo hiểm thực ra là khoản tiền để dành thôi. Vậy nên có rất nhiều người có quan điểm sống rằng tôi không thích đóng bảo hiểm, tôi thích làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, tội quái gì phải đóng bảo hiểm. Biết có sống được đến già để nhận lương hưu không mà đóng, chết sớm lại thiệt thân. Bởi vậy, nhiều người đã kịch liệt phản đối gay gắt khi hiểu lầm chính sách gần đây đề xuất rằng đóng bảo hiểm căn cứ trên 70% tổng thu nhập. Có nhiều người nghĩ rằng nếu theo đề xuất này thì lương 10 triệu sẽ đóng bảo hiểm mất 7 triệu, chỉ còn cầm về đưa vợ có 3 triệu, mà như vậy thì nó tưởng giống quỹ đen, nó lại đạp cho một phát cắm đầu ra sân. Và bất ngờ là có rất nhiều người nghĩ như vậy, và đó hoàn toàn là sai lầm. Nên các bạn đọc báo thì đừng có đọc chỉ tiêu đề, phải đọc cả nội dung để hiểu rõ bản chất, chứ giờ nhiều báo chỉ vì câu view mà cố tình giật tít cho người đọc hiểu lầm. Vậy phải hiểu đề xuất như thế này làm sao cho đúng? Thì nó phải như thế này. Trước đây, nhà nước quy định rằng khi đóng bảo hiểm thì chỉ căn cứ những khoản tiền bao gồm lương, phụ cấp và các khoản khác theo thỏa thuận mà người lao động ký với công ty được ghi trên hợp đồng giấy trắng mực đen. Ví dụ, công ty trả lương cho bạn là 8 triệu, phụ cấp 2 triệu là 10 triệu thì sẽ đóng bảo hiểm căn cứ theo số tiền 10 triệu này. Trong đó, người lao động đóng 8%, tương đương 800 nghìn. Đây là chỉ tính riêng bảo hiểm xã hội các bạn nhé, không tính bảo hiểm y tế, tiền công đoàn và các loại thuế phí khác. Ngoài người lao động thì doanh nghiệp cũng phải đóng bảo hiểm cho nhân viên của mình với tỷ lệ là 14%. Như vậy thì khi trả lương cho nhân viên 10 triệu, doanh nghiệp sẽ phải đóng thêm cho người lao động 1 triệu tư. Tổng cộng họ mất 11 triệu tư. Còn bảo hiểm của bạn mỗi tháng được cộng 800 nghìn của bạn và 1 triệu tư do công ty đóng, tổng là 2 triệu 2. Giờ sao? Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, bạn có muốn mất số tiền 1 triệu tư kia hay không? Đương nhiên là không rồi. Vì càng giảm được chi phí thì doanh nghiệp càng có lãi, tiền vào túi ông chủ càng nhiều. Cho nên các ông chủ sẽ tìm cách lách luật đóng tiền bảo hiểm ít nhất có thể. Mà cách làm phổ biến của các công ty là sẽ thỏa thuận với nhân viên rằng: này, giờ anh trả lương cho chú 10 triệu nhưng ký hợp đồng 5 triệu thôi nhé. Còn 5 triệu còn lại anh sẽ tính là tiền thưởng sáng kiến rồi tiền xăng xe. Mấy khoản này nhà nước không bắt đóng tiền bảo hiểm đâu. Chú nghĩ coi, nếu ghi lương 10 triệu, chú phải đóng bảo hiểm tới 800 nghìn. Còn ghi lương 5 triệu, chú chỉ mất có 400 nghìn bảo hiểm thôi. Ngon chưa? Và nếu người lao động nghe theo lời dụ dỗ như vậy thì sẽ có kết quả là anh nhân viên đó đóng mỗi tháng 400 nghìn tiền bảo hiểm, còn công ty chỉ mất 14% của mức lương 5 triệu ghi hợp đồng, tương đương 700 nghìn. Họ đỡ được hẳn 700 nghìn so với nếu ghi lương trong hợp đồng là 10 triệu. 1.000 nhân viên như vậy, họ đỡ được 700 triệu một tháng. Và tổng số tiền đóng bảo hiểm của cả cá nhân và công ty lúc này là 1.1 triệu. Vậy trong vụ này, ai là người thiệt? Có phải đôi bên cùng có lợi vì ai cũng mất ít tiền đóng bảo hiểm hơn, đúng không? Để trả lời, hãy nhìn về già. Giờ bạn già và đi nhận lương, người đóng bảo hiểm mức lương 10 triệu trên hợp đồng sẽ nhận 2 triệu 2 lương mỗi tháng vì trước đó đóng 2 triệu 2. Mình đang giả dụ tỷ lệ nhận lương hưu là 100% cho dễ hiểu, còn thực tế thì không phải vậy. Vấn đề là nếu bạn ký nhận lương trong hợp đồng có 5 triệu thì bạn chỉ nhận được lương hưu có 1 triệu 1 thôi, vì khi còn đi làm bạn cũng chỉ đóng có 1 triệu 1. Tính ra thì trước đây bạn tiết kiệm được 400 nghìn để đóng bảo hiểm, nhưng bây giờ bạn lỗ tới 1 triệu 1 nên là mức lương đóng bảo hiểm càng thấp thì bạn càng lỗ, công ty của bạn càng lời. Hãy nhớ rằng bạn cứ né được 4 đồng bảo hiểm thì công ty của bạn sẽ ăn ra được 7 đồng, luôn luôn là như vậy. Thực tế là nhà nước đã nhận ra điều này nên họ đã chỉnh sửa quy định mới thành tính bảo hiểm dựa trên tất cả các khoản thu nhập, kể cả tiền xăng xe, tiền thưởng sáng kiến hay tiền đưa vợ sếp đi chợ, tính hết để đóng bảo hiểm. Như vậy thì công ty sẽ không còn cửa nào để lách tiền bảo hiểm của nhân viên nữa.
Và đó chính là đề xuất mới hiện tại. Mức bảo hiểm sẽ được tính bằng tất cả thu nhập, không loại trừ bất kỳ khoản tiền nào. Tuy nhiên, các nhà làm luật cũng đang tính toán rằng có nên tính trên 100% hay chỉ 70% thôi. Ví dụ như, tổng thu nhập của bạn gồm lương, tiền phụ cấp xăng xe, tiền thưởng, các loại tổng cộng 10 triệu. Thì nên thu của bạn 8% tiền bảo hiểm dựa trên 100% thu nhập, tức là dựa trên tổng số tiền là 10 triệu. Nếu vậy thì bạn sẽ phải đóng là 800 nghìn. Hay chỉ thu trên mức 70% của tổng thu nhập, tương đương với 7 triệu. Nếu tính theo cách này thì số tiền bảo hiểm bạn đóng mỗi tháng là 7 triệu nhân 8% bằng 560 nghìn. Đó chính là những vấn đề trong dự luật mới. Đến đây thì các bạn đã hiểu rằng cái số tiền để căn cứ cho việc đóng bảo hiểm càng cao thì sau về già người lao động càng được lợi, doanh nghiệp thì lại càng thiệt. Nhưng cũng có nghĩa là lúc đi làm bạn phải nhịn cái miệng lại một chút thì về già bạn mới được sống thảnh thơi. Và như vậy thì các bạn nên bắt công ty ký hợp đồng trả lương thật cao, đừng nhận tiền ngoài luồng vì sẽ thiệt cho cái quỹ bảo hiểm của bạn về sau. Và rất nhiều người đồng ý với quy định mới vì đó rõ ràng là lợi thế cho người lao động. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người không đồng tình. Họ cho rằng biết sống được bao lâu mà phải để dành. Cũng có người lại cho rằng sau quy định này, công ty sẽ trả lương thấp hơn để cân đối lại khoản tiền bảo hiểm. Các doanh nghiệp đầu họ toàn sạn, họ không dễ để bị thiệt thòi đâu. Tuy nhiên, cá nhân mình cho rằng vỏ quýt dày thì sẽ có móng tay nhọn, mà móng tay nhọn thì lại có cái bấm móng tay. Kiểu gì thì dần dần, nhà nước cũng sẽ chặn hết các lỗ hổng để doanh nghiệp lách luật. Còn bạn có quan điểm như thế nào? Hãy cùng thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.